anh hôm nay có gói kẹo to đấy cho chị Lan à, Tú Anh. Bé xem kẹo gì đây. Nhưng mà hai chị em có thích ăn kẹo không hay là đổi bóng bay đi. Đi, bóng bay mẹ không có, hay là hai bây giờ Tú Anh với chị Lan đi cầm kẹo đi đổi bóng bay nhá. Nhá. Nào, chị Lan cầm đấy. Wow, chị Lan có nhiều kẹo ấy nhỉ? Chị Lan có nhiều kẹo để đi ăn Tết à, phải không? Tú Anh bảo gì? Ôi bóng bay mẹ không có, bây giờ mẹ chỉ có kẹo thôi, hay bây giờ cầm gói kẹo đi đổi này bóng bay nhá. Nào đi. À, Tú Anh ơi, có hàng bóng bay đổi lấy kẹo này. Đây. Bóng bay ơi, bóng bay dừng lại nào. Nào, bóng bay dừng lại đi, Tú Anh ơi. Đây, cầm kẹo ra đổi bóng bay đi con. Ra đổi bóng bay đi. À, hỏi bác ơi, bác đổi kẹo này bóng bay không? Nào, cầm bóng bay về chị Lan cầm bóng bay về đi chị Lan ơi. Chị Lan cầm bóng bay về đi. Đấy, lần này thay chị em tháo hồ lấy bóng bay chơi nhá. Đấy nhá. Bác có kẹo rồi nhá. Bác thích kẹo chưa? Thế bác đổi bóng bay này lấy kẹo về làm gì đấy? Về ăn Tết. Về ăn Tết á? Đâu? Đâu, thế bác có thích cái kẹo này không? Kẹo này là kẹo trái cây nhiều màu đấy, kẹo dẻo đấy, thích không? Đấy, thế thôi bác lấy đổi lấy kẹo đấy nhá. Còn hai chị em nhà mình có bóng bay chơi Tết rồi nhỉ. Đó, cầm đi chơi đi. Đi từ từ không ngã nào. Chị Lan một túi bóng bay này, Tú Anh một túi chùm bóng bay này. Hai chị em cùng nhau đi chơi Tết nhá. Con ơi, kéo cái cây chọc vào người chị nhá. Lan thích chùm bóng bay này không? Lan thích không? À thích à? Đó, các bạn nhìn thấy chùm bóng bay của bạn Lan đẹp chưa? Đấy, còn ẻm này á, chạy kìa. Tú Anh ơi, Tú Anh dơ bóng bay cho các bạn xem nào. Đó, Tú Anh mang bóng bay ra khoe chị Yến đi. Đấy, Tú Anh đứng đấy xem chị Yến chị bơm bóng bay. Cái bơm nó bị hỏng. Bơm bóng bay để đón Tết nha. Nào. Tú Anh sao lại đuổi anh Long nè. À. Anh Long, anh vừa chơi trò chơi giao kẹo ấy. Đổi bóng bay lấy kẹo đấy. Con đuổi anh lại ngã bây giờ. Đó, lại nổ rồi. Lấy nhanh được dễ lắm à. Chị Yến ơi, chị Yến bơm quả bóng bay cho em Lan mới. Chị Lan thổi bóng bay á. À, quả đấy đấy à. Đấy, quả đấy chị Yến cầm đi. Bóng ra nhá. Đâu? Lan cầm đi, Lan cầm bóng bay để chị chia kẹo cho. Lan cầm đi. À, Lan có bóng bay đấy rồi à. Tú Anh cầm. Đây chị Yến đưa cho em, Tú Anh cầm cũng được. Đâu, mang gì cầm? Nào. Tú Anh còn lấy kẹo không? Kiểu này Tú Anh không lấy kẹo rồi. Chị Yến bóc chia kẹo cho các em đi. Đó. Tú Anh không ăn kẹo đâu, chị Yến ơi. Chị Yến ơi, cả em. Em không ăn rồi. Chia cho các em nữa đi. Ăn thử xem vị như thế nào. Chia cho các em kìa. Không, gì không ăn. Đó, chia cho các em đi. Ăn thử xem kẹo ngon không. Bố lớn rồi, bố còn ăn. Ngon không Tú Anh? Tú Anh thấy ngon không? Hả? À, ngon à? Vị gì ấy? Vị dâu à? Wow, nhai ngon thế. Anh Long, sao con? Ngon à? Nhưng mà sao cái tay con vừa bị ngã còn bẩn kìa? Bố Thực ơi, rửa tay cho em kìa. Anh Long, ăn kẹo ngon không? Vị gì? Con biết vị gì không? Chắc không biết rồi, nhưng mà thấy ngon là được phải không? Chị Lan, ui, chị Lan kéo dài. Ăn ngon không? Chị Lan thấy ngon không? Ngon à? Chị Yến quay này đây, ăn ngon không? Gật đầu cái nào. À, có à? Chị My cũng thấy ngon phải không? Đấy, chị Lan đang yêu chưa? Đấy, hành nồng này. Tú Anh ơi,
chúng anh chào tạm biệt các bạn đi. Quay lại đây. Dạ, anh Long chào các bạn đi. Các bạn. Đó, bye bye mấy chị này nha. Đấy, bye bye. Tụi anh bye bye các bạn đi. Hẹn gặp lại các bạn trong video lần sau nha. Bye bye.